Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1032-1033 Mà địa phương khác, hiên viên đế quốc cường giả còn tại quét ngang, những người này đã sớm chuẩn bị, cùng một chỗ hạ tử thủ, mặc ra các nơi sản nghiệp có thế tốt sao, đồng thời, trừ châu cảnh nội cùng phụ cận rất nhiều thế lực cũng có người tới trước, nhau nhau tới gần chiến trường, tìm hiểu tin tức, hướng ra phía ngoài truyền bá, từ ghi chép thủy tinh cùng một chút đường dây đặc thù bắt giữ trở về hình ảnh, đều biểu hiện mặt da quá thê thảm, các nơi sản nghiệp cơ hồ toàn quân bị diệt. T. Hiên viên đế quốc cũng cái này quá ngoan, cơ hồ đem mặt da tám thành sản nghiệp đều hủy diệt. A. À. Không thiếu thế lực nhìn thấy nội dung, đều hít một hơi lãnh khí, rất là chấn kinh, cũng là hải nhiên, chẳng ai ngờ rằng Hiên viên đế quốc một lần hành động này to lớn như thế, đã vậy còn quá rung động. Đừng nói thế lực khác, chính là cừu gia lúc này đều trợn mắt hốc mồm sau đó thân thể rét run hiên viên đế quốc vậy mà phát động nhiều cường giả như vậy đây quả thực là một hồi cỡ lớn chiến dịch là ai bố trí hành động quá tinh vi đập tan từng cái cấp tốc rất nhanh dẫn đến mặt da ngay từ đầu căn bản không có thế phản ứng tới chờ có phản ứng thời điểm đã tổn thất nặng nề vô lực hồi thiên Cựu gia đại trưởng lão lấy lại tinh thần chấn động không gì sánh nổi hiên viên đế quốc tuyệt đối có cao thủ đang chỉ huy không ít người hít một hơi lãnh khí, cơ như trăng cùng cơ hồng trần cũng đều rung động, ánh mắt ngưng trọng, vui vẻ đồng thời, cũng có chút nghĩ lại mà sợ, bởi vì, các nàng đang suy nghĩ, nếu như hiên viên đế quốc một lần này mục tiêu là bọn hắn cừu gia. Bọn hắn cừu gia chờ đỡ được sao, cẩn thận hồi tưởng sau đó, đại trưởng lão bọn hắn đều toàn thân phát lạnh, bọn hắn chắc chắn, lấy cừu gia nội tình, tuyệt không có khả năng như mạc gia bị tập kích thảm như vậy, nhưng tương tự, kín đáo như vậy hành động phía dưới, cho dù là hảo, cũng tốt không có bao nhiêu, hiên viên đế quốc có thể trở thành đệ nhất đế quốc. Quả nhiên thật sự có tài. Tần Trần thì thào, ở đây nhíu mày, hắn đối với lần này chiến đấu sớm đã đoán trước, nhưng cũng không có ngờ tới, hiên viên đế quốc sẽ quét ngang như thế nhẹ nhõm, mặt da thiệt hại lại sẽ như thế thảm trọng, lúc này, mặt da tâm đều đang chảy máu, các nơi sản nghiệp cứ như vậy bị phá hủy, người đã chết không thiếu, đủ loại khoáng vật. Linh dược tuyệt thu, bị cướp sạch không còn một món, a à. Có người gầm thét, đều phải học máu, hiên viên đế quốc, ta mạch da cùng ngươi không chết không thôi. Mặt da có ít người đơn giản giận điên lên, mà hiên viên đế quốc đội ngũ chỗ, bầu không khí lại đều rất nhiệt liệt, rất hưng phấn, đại nhân, không bằng giết tới bọn hắn mạch da tổ địa, một đường đánh tới. Cái gì mạch da, cũng bất quá như thế có hiên viên đế quốc mạnh hưng phấn chiến ý trùng thiên đối với dết tới mặt gia tổ địa cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn nhưng chấp pháp điện cùng phiêu miễu cung biết chúng ta mặt gia không phải dễ treo quần tình xúc động tất cả đều sát khí ngút trời không cam lòng dừng bước tại này muốn phát động mãnh liệt hơn tiến công nhưng vô thương võ đế lại không có xúc động cũng không bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc hắn tại nhíu mày bởi vì mạch gia phản kháng quá bạc nhược, cùng hắn tưởng tượng không hợp, tại hắn trong tưởng tượng, mạch gia đã sớm hẳn là phản ứng lại, đến đây ngăn cản cùng ra tay, nhưng đến cho đến trước mắt, toàn bộ trừ châu cảnh giới cũng không có bất kỳ hữu hiệu chống cự. trong đó tất có kỳ quặc, đại nhân, phía sau có tin tức truyền đến. đúng lúc này, một cái hiên viên đế quốc cường giả đột nhiên kinh hãi một giọng nói, đại nhân. Ta Hiên Viên Đế Quốc tại trừ Châu phụ cận rất nhiều trọng yếu trụ sở gặp tập kích, toàn quân bị diệt. A, à, nghi Châu trụ sở cũng bị tập kích. Còn có Tịnh Châu trụ sở, đáng chết Mạch Gia, là Mạch Gia đang đánh lén Ta Hiên Viên Đế quốc rất nhiều trụ sở. Từng đạo tin tức từ phía sau điên cuồng truyền đến, tất cả Hiên Viên Đế quốc cường giả sắc mặt thay đổi, từng cái kinh sợ vạn phần, khó trách bọn hắn tại trừ Châu trắng trợn ra tay toàn bộ mạch gia hoàn toàn không có nhiều ít có công hiệu đế quốc, nguyên lai mạch gia cao tầng lại tất cả đều đi bọn hắn hiên viên đế quốc trụ sở. Tiến hành một hồi huyết tinh đồ sát, đáng giận a, à, những thứ này mạch gia người rất đáng hận. Có người gào thét, kinh sợ vạn phần, bọn hắn lúc trước đánh lén mạch gia trụ sở rất sảng khoái, nhưng làm biết được hậu phương tin tức sau đó, lại kinh hãi, lửa giận công tâm, như muốn thổ huyết, sau đó lại có tin tức truyền đến nhưng trước tiên người thấy tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Toàn thân run rẩy, không cách nào tự đè xuống, quá ghê tởm, vô thương đại nhân, cái này mặt da vậy mà lợi dụng chấp pháp điện đối ngoại chiêu cáo, nói là ta hiên viên đế quốc hỏa đao võ đế đánh lén hắn mặt da trước đây, phục sát hắn mặt da bao quát đại trưởng lão ở bên trong vô số cường giả, muốn hiệu lệnh thiên hạ, thảo phạt ta hiên viên đế quốc. Một cái cự phách cường giả toàn thân run rẩy, Trận tròn đôi mắt, Sát khí ngút trời, hèn hạ a, à, rõ ràng là bọn hắn mạt gia đi trước đánh lén chúng ta Hiên Viên Đế Quốc đỉnh tuyệt sơn mạch trụ sở, lại còn dám trả đũa a, à, tức chết lão phu. Oanh, thiên địa chấn động, cuồn cuộn sát khí xông thẳng lên trời, đem tầng mây đều cho đánh tan, không thiếu Hiên Viên Đế quốc cường giả tức giận đến thổ huyết, nộ khí công tâm. gặp qua hèn hạ, còn chưa bao giờ thấy qua hèn hạ như vậy, cái này mạch gia, vô sĩ a, à, đại nhân, không thể nhịn tất nhiên cái này mặt gia cường giả không ở, không bằng liền nhân cơ hội này, đồ hắn mặt gia tổ địa, nhưng hắn mặt gia không nhà để về. Có hiên viên đế quốc cường giả gào thét, trong lòng không cam lòng, muốn giết hướng mặt gia tổ mà, đem mặt gia triệt để hủy diệt. Đối với, nhân cơ hội này, đồ hắn mặt gia tổ địa, giết hắn mặt gia. Đám người gầm thét, sát khí mênh mang, bốn phía sơn mạch trực tiếp nổ tung, không thể chịu đựng cổ này sát khí, Thiên địa đều đang rung rẩy, hảo, vậy thì giết hướng mặt gia tổ mà." Vô Thương Võ Đế mắt sáng lên, cũng lạnh giọng nói, trong mắt nộ khí thiêu đốt, mặt gia hèn hạ đã làm hắn không thể nhịn được nữa. "Quanh, lập tức, Vô Thương Võ Đế xuất lĩnh hiên viên đế quốc vô số cường giả, thừa dịp mặt gia cường giả không có ở đây khe hở, trực tiếp giết hướng mặt gia tổ mà, muốn huyết tẩy mặt gia tổ địa trời ạ." À. Hai bên này là đánh nhau thật tình nếu không thì không chết thôi a à. phụ trương hiên viên đế quốc tiến công mạch gia tổ địa muốn đồ diệt mạch gia kinh thế tin tức lớn hiên viên đế quốc đội ngũ đang tại hướng mạch gia tổ mà tiến phát muốn huyết tẩy mạch gia tổ địa có người thấy cảnh này trước tiên đem tin tức truyền ra lập tức dẫn tới tứ phương thế lực chấn động cái gì hiên viên đế quốc đội ngũ vậy mà trực tiếp giết hướng mạch gia tổ địa cừu gia phủ đệ cơ như trăng bọn hắn biết được tin tức, nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Mặc dù sự tình là bọn hắn âm thầm an bài, nhưng là không ngờ tới, sự tình lại sẽ phát triển thành cái dạng này, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn ngay từ đầu đoán trước. Tần Trần cũng giật mình, có chút ngoài ý muốn, có thế chật chính là cười lạnh, ha ha, một cái là chấp pháp điện, lệ thuộc thượng quan hy nhi, một cái là hiên viên đế quốc, phong thiểu vũ bộ hạ. Ta ngược lại muốn nhìn, lần này huyên náo lớn như vậy, phong thiểu vũ cùng thượng quan hy nhi ở giữa tuần vui này, còn có thể như thế nào diễn? Vẻ tươi cười tại khóe miệng hiện lên, tần trần cười lạnh không thôi, phong thiểu vũ cùng thượng quan hy nhi âm thầm cấu kết, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ căm thù bộ dáng, vừa vặn, bây giờ chính mình cho giữa hai người tăng thêm một đám lửa. Xem hai người này còn có thể, tin tức này truyền ra, toàn bộ vũ vực tam trọng thiên đều rung động, tin tức từng cái trở về truyền tống. Chấn kinh thế nhân, cái này quan hệ đến chấp pháp điện cùng hiên viên đế quốc hai thế lực lớn này. Mặc dù nghiêm trọng trình độ không bằng trước đây không lâu cái kia một hồi các đại thế lực liên thủ nhằm vào phiêu miểu cung chiến tranh, nhưng ở cục bộ phương vị lại có qua mà không bằng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh, ánh mắt đều bắn tới, nội tâm rung động, hiên viên đế quốc nhân lỗ mãn. Cơ gia phủ đệ, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng khẽ lắc đầu cái này dẫn tới đám người nhìn chăm chú hiên viên đế quốc hẳn là chớ ngoan mất khôn mặt da có thể trở thành chấp pháp điện một cực tuyệt không phải mặt ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy như hiên viên đế quốc cưỡng ép ra tay chỉ sợ cũng không có lúc trước vận tốt như vậy đại trưởng lão yếu ớt nói câu cái này rước lấy đám người mơ màng đại trưởng lão nhất định là biết một ít gì suy nghĩ một chút cũng phải hiên viên đế quốc là mạnh nhưng mạc gia có thể ở chấp pháp điện chiếm giữ một chỗ cắm dùi, cùng cừu gia ngang vai ngang vế, tranh đấu nhiều năm như vậy. Cũng không phải một cái nhuyễn chân tôm, cũng có một chút nội tình, nếu như hiên viên đế quốc vì vậy mà sơ suất, có lẽ sẽ chịu thiệt thòi lớn, hết thảy thì nhìn hiên viên đế quốc nhân an bài như thế nào, dù sao có thể làm ra bực này kế hoạch người, nghĩ đến cũng không phải hạng người lỗ mãn, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến, chờ mong tiếp xuống đại chiến đáng chết hiên viên đế quốc, dám tập kích ta Mạc gia tổ địa, nhanh đi về trợ giúp. Ông tổ nhà họ Mạc tiếp vào tin tức, nộ khí trùng thiên, điên cuồng lui về, nhưng mà, bọn hắn tiến phát quá xa, trong lúc nhất thời căn bản không kịp lui về, sau cước lực căn bản không đuổi kịp, mà hiên viên đế quốc đội ngũ trùng trùng điệp điệp, ra tay bá đạo, một đường quét ngang. Căn bản không có gặp được hữu hiệu chống cự, trước tiên đi tới chớ gia phủ để, chớ gia phủ để bên ngoài, Trận quang lưu chuyển, cấm chế tràn ngập, hết sức rộng rãi cùng hùng vĩ. Đây là có mặt gia đệ tử biết được tin tức, trước tiên mở ra phòng ngự, thủ hộ đại trận, ra tay. Vô thương võ đế quát lạnh, lập tức vô số cường giả ra tay, hướng về chớ gia phủ để điên cùng ra tay. Quanh, chớ gia phủ để trận pháp chấn động, phía dưới vô số mặt gia đám tử đệ hoảng sợ, ánh mắt hải nhiên, đây đều là ở lại giữ cường giả trong đó mạnh nhất cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, một khi trận pháp phá vỡ, làm sao có thể ngăn cản được, chỉ một thoáng, chân nguyên trùng thiên, vô số ánh sáng lóe lên, đem bầu trời đều cho che đậy đứng lên. Nhưng mà, chớ gia phủ để chung quy là bảo vệ, trận quan lưu động, gian khổ đem mọi người công kích cho ngăn cản xuống, nhường mạch gia các đệ tử trong lòng tảng đá trong nháy mắt rơi xuống, chỉ cần có thể ngăn trở phút chốc, đợi đến lão tổ bọn hắn chạy về, khi không may chính là hiên viên đế quốc người, ân. Chính cấp trận pháp. Hừ. Vô thương võ đế thấy thế, cười lạnh một tiếng. Sau đó, tay hắn tại hư không một trảo, lập tức, một cái đen nhánh đen vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông, đây là một cái kèn lệnh, kèn lệnh cổ phát cực lớn, toàn thân đen như mực, phía trên lấp lóe có đen nhánh phù văn, vừa xuất hiện, hư không đều ở đây rung động, phản phất chịu không được kèn lệnh trên sức mạnh, đây là... Chiến tranh Kèn Lệnh. Có người chấn kinh. Phân biệt ra được vật này, lộ ra vẻ kinh ngạc, Chiến tranh Kèn Lệnh chính là Hiên Viên Đế quốc chiến tranh trọng khí, là viễn cổ trọng bảo, chuyên môn dùng để công thành đoạt đất, mười phần đáng sợ, Hiên Viên Đế quốc mặc dù có thể tại hơn 200 năm bên trong chiếm đoạt vũ vực khác mấy đại đế quốc, trở thành đại lục đệ nhất đế quốc, dựa vào là chính là chỗ này Chiến tranh Kèn Lệnh. Kèn Lệnh vang lên, Thiên băng địa liệt đánh đâu thắng đó, ô. Vô thương võ đế vung lên kèn lệnh, trước tiên thổi lên, lập tức, phản phất có đến từ viễn cổ lưỡi mắt chinh phạt thanh âm truyền ra, một đạo kinh khủng màu đen sóng âm hóa thành vô hình gợn sóng, điên cuồng sông về phía dưới chớ gia phủ để, quanh. Chớ gia phủ để bên ngoài trận pháp cấp tốc ba động. Sau đó trước tiên nổ tung, phốc, vô số trận quan phai mờ, sau đó, phía dưới kiến trúc liên miên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành tro tàn đại lượng mặt gia tộc người chết thảm, vẹn vẹn có số ít cao thủ sống sót, giết. Hiên viên đế quốc cường giả đằng đằng sát khí, xông vào phía dưới, giống như hổ vào bầy dê, chém giết điên cuồng. Chỉ một lát sau công phu, phía dưới liền yên tĩnh trở lại. Tiên huyết chảy ngang, hóa thành tử thành. Đại nhân, mặt gia lưu thủ cao thủ cũng không tại này, ở đây chỉ có một số nhỏ mà thôi. Mặt gia những người khác hẳn là rút lui, cũng không tại trong phủ đệ đại nhân, làm sao bây giờ? Hiên viên đế quốc cao thủ tức giận, sắc mặt đều hết sức khó coi, cảm thấy bất mãn, bởi vì, chớ gia phủ để bên trong cũng không có bao nhiêu người tồn tại. Là có một chút cường giả tiến hành phòng ngự, nhưng số lượng không nhiều, những người khác, nên được biết tin tức sau đó, trước tiên liền rút lui, để bọn hắn vô hụt, đi, đi chớ gia lăng viên tổ mà. Vô thương võ đế ánh mắt lạnh lùng, phản phất đã sớm ngờ tới đồng dạng, cũng không nhục chí, mà là tiếp tục tiến phát, muốn đi trước chớ gia lăng viên tổ mà, đây là mạch gia nơi phát nguyên. Mạch gia người tại trừ châu yếu trốn, chỉ có một chỗ như vậy có thể trốn, bởi vì nơi đó trải rộng trận pháp và cấm chế, dễ thủ khó công, giết. Nhưng vô thương võ đế bọn hắn không sợ, có chiến tranh kèn lệnh nơi tay, cho dù lại khó công phá chỗ bọn hắn cũng không có sợ, có thế hoành hành không sợ, chớ gia phủ để đã bị sang thành bình địa, hóa thành phế tích bây giờ hiên viên đế quốc cường giả đi tới chớ gia lăng viên tổ địa. Hiên viên đế quốc vận dụng trọng khí chiến tranh kèn lệnh, là vô thương võ đế xuất lĩnh đội ngũ, cường giả như mây, quá kinh khủng. Ông tổ nhà họ mặc bọn hắn còn tại chạy về trên đường, khoảng cách trừ châu còn có một khoảng cách, căn bản không ngăn cản được. Chẳng lẽ mặt gia thật muốn bị hủy sao? Đủ loại tin tức truyền ra, giống như như là hoa tuyết, nhao nhao truyền lại đến các phương, để cho người ta kinh dị, cũng làm cho người hải nhiên, tâm thần chập chờn. Sau đó, ánh mắt mọi người lại bắn ra đi qua, bởi vì, mặt gia tổ địa liền tại phụ cận, vô thương võ đế bọn người trước tiên đuổi tới, phát động tiến công, ô. Vô thương võ đế thổi bay kèn lệnh. Kinh khủng chiến tranh sóng âm bao phủ mà ra, muốn huyết tẩy chớ gia lăng viên tổ mà, quanh, một sát na mà thôi, rất nhiều cấm chế bị hủy diệt, trận quan phai mờ, chớ gia lăng viên tổ mà lập tức nổ tung, cái gọi là lăng viên tổ địa, cái kia liên quan đến quá lớn, chung giấu lấy mặt gia lịch đại gia chủ cùng lão tổ, đây là mặt gia cấm địa, cũng là một cõi cực lạc, là bất kỳ một cái nào đại gia tộc quan trọng nhất. Trong đó chung có vô cùng nhà lịch đại cường giả, là mặt gia tổ tiên ngủ say, gọi là mặt gia kiên kỵ nhất cấm địa, ở đây, chung có vô cùng nhà vô số cường giả thi hài, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng hôm nay, tại chiến tranh kèn lệnh phía dưới, chớ gia lăng viên tổ mà trực tiếp nổ tung, kinh khủng kia sóng âm truyền lại xuống, nát bấy vô tận cấm chế, ngay sau đó hóa thành hữu hình vô hình đáng sợ sát khí. Muốn chôn vùi nơi đây, đem toàn bộ tổ địa đều triệt để hủy đi, lại, tại nơi nghĩa trang phần cuối, có rất nhiều huyết khí phun trào, hiển nhiên là mạch gia nhận được tin dòng chính đệ tử cùng các cường giả, tránh né ở đây, vạn phần hoảng sợ. Mắt thấy chớ gia lăng viên liền muốn triệt để hủy đi thời khắc mấu chốt, chớ gia lăng viên bên trong một chút mộ phần trực tiếp sụp đổ. Quanh, từng tòa bia đá tăng vọt, thông thiên dựng lên, hóa thành hơn ngàn trượng thiên bi, rộng rãi mà bàn bạc, chí cường phù văn lập lòe, khắc mộ chí lưu chuyển, cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt gia trong nghĩa trang lại có kinh cũng như vậy bố trí, tại gặp công kích phía sau, rất nhiều mộ bia thông thiên, vậy mà bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng đáng sợ, hô hô hô, ngay sau đó, âm phong từng trận, giữa thiên địa bị vô tận hắc khí quanh quẩn, giống như là đi tới âm tàu địa phủ, có chết đi hơn ngàn năm cường giả ở đây lẩm bẩm. Muốn từ một nát trong phần mộ đi ra, làm sao lại? Chẳng lẽ mặt da bị mai tán các tổ tiên đều không chết? Thiên viên đế quốc cường đám người rung động, trợn mắt hốc mồm, cái kia vô tận nghĩa trang phía dưới, phản phất ẩn tàng có kinh khủng đại tai nạn, để bọn hắn hải nhiên, hừ, giả thần giả quỷ vô thương võ đế quát lạnh, tiếp tục thổi bay chiến tranh kèn lệnh. Lập tức kinh khủng sóng âm bao phủ, không ngừng oanh kích xuống, oanh, bầu trời đều nổ tung, hai cổ sức mạnh va chạm, kinh khí xông thẳng chín vạn dặm, đem phía chân trời đều vỡ ra ra, không thể không nói, mặt gia nghĩa trang nơi này bố trí thật lợi hại, tiếp nhận chiến tranh kèn lệnh kinh khủng công kích phía sau, vậy mà đều không có hủy đi, chỉ là tổn hại, có chút mộ phần trực tiếp nổ tung cũng có một chút mộ phần bị lật tung, lộ ra đen nhánh quan tài, còn như vậy công kích đến quan tài vẫn như cũ hoàn hảo, cũng không bị oanh mở, chỉ là quanh quẩn vô tận hắc quan cùng sương mù, cho ta tiến công. Vô thương võ đế hạ lệnh, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức, rất nhiều hiên viên đế quốc cường đám người đều động, vọt xuống dưới, giết. Tiếng chém giết vang lên. Phía kia bí cảnh lập tức bị đánh bạo, rất nhiều mạc gia các đệ tử thân hình xuất hiện, tất cả đều ẩn núp ở đây, ha ha ha, mặt gia dư nghiệp quả nhiên đều tại đây, hôm nay xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào, đều phải chết, đụng đến ta hiên viên đế quốc người, bất kỳ thế lực nào, giết không tha. Hiên viên đế quốc cường giả nhe răng cười, điên cuồng ra tay. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có vô cùng gia đệ tử trước tiên nổ tung, hóa thành xương máu, hài cốt không còn, quá thê thảm, chạy trốn tới mặt gia nghĩa trang tổ địa mặt gia đệ tử đều là mạch gia dòng chính đệ tử tương lai hạt giống cùng hy vọng nhưng bây giờ lại tại bị tàn sát tiên huyết tưới nghĩa trang bị mạch gia các vị tổ tiên thi hài tận mắt chứng kiến cái này diệt tộc một màn hiên viên đế quốc các ngươi chết không yên lành mạch gia có người gào thét âm thanh đẫm máu đều khàn khàn, nộ khí trùng thiên nhưng không cần ông tổ nhà họ mạch chuyến này tiến công hiên viên đế quốc mang đi trong tộc tuyệt đại đa số tinh anh chỉ để lại một chút già yếu tàn tật mặc dù cũng có cường giả lưu lại trấn thủ, nhưng hiên viên đế quốc đã sớm chuẩn bị. Làm 10 phần kế hoạch, căn bản chẳng ăn thua gì, mặc ra đây là muốn bị diệt tộc sao. Nơi xa, có không ít thế lực thám tử nhìn chầm chầm, tâm sinh sợ hãi, ở nơi đó run rẩy, cho dù bọn hắn không thân ở trong đó, nhưng lợi dụng bí pháp quan sát từ đằng xa, đồng dạng nội tâm phát lạnh, linh hồn đều muốn bị đóng băng giống như, ta, à, đốt hương cầu nguyện, kêu gọi tổ tiên. Bây giờ, đại lượng mạch gia đệ tử chết thảm, một đạo thê lương già nua tiếng gào thét từ bí cảnh thân ở vang lên, tức giận trùng thiên, loại lời này vừa ra, sơn hà gia chiến, triệu hoán tổ tiên, loại này tiếng gầm, nhưng hiên viên đế quốc không thiếu cường giả lông tóc dựng đứng, có chút hải hùng khiếp vía, mạch gia tổ tiên không nên cũng sớm đã đã chết rồi sao? Chẳng lẽ còn sống sót tại thế? Đây quả thật là khó lường một kiện đại sự, không cần nghĩ, có thể ở mặt gia bực này thế lực cường đại được tôn xưng sẽ tổ cường giả sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Không hề nghi ngờ, tại hắn thời kỳ đó, nhất định là một cứu cực nhân vật mà có thể bị chôn vào mặt gia nghĩa trang tổ địa cường giả, cũng đều là gia chủ, lão tổ nhóm cường giả, nếu như còn có người sống sót. Ác hẳn là lão quái vật đồng dạng, thủ đoạn thông thiên, thế nhưng là, mặt gia thật có tiên tổ còn sống sao, võ đế cường giả mặc dù tuổi thọ kéo dài, sống sót mấy trăm năm không có vấn đề, thậm chí có võ đế, nhưng sống trên ngàn năm, nhưng mà, đại lục biến ảo, chinh chiến sát lục, thế lực thay đổi, nói như vậy, niên đại đó cường giả rất khó sống đến tiên tử A. Đều cơ hồ diệt tuyệt, hơn nữa, căn cứ vào bọn hắn được tin tức đến xem, mặc gia mấy trăm năm trước thế hệ trước cường giả hẳn là cũng đã chết đi, mà lại là chết đi rất nhiều năm, bây giờ mặc gia, chỉ có ông tổ nhà họ mặc một cái, vẫn như cũ còn sống, những người khác, đã sớm cũng đã chết ở tuế nguyệt năm xưa bên trong, nhưng làm cái kia mặt gia cường giả nói thầm ra lời này sau đó. Mảnh này nghĩa trang bầu không khí đột nhiên thay đổi, ông, thật lớn bia đá phát ra khí tức màu đen, có một loại không hiểu khí tức kinh khủng tại trong nghĩa trang chảy xuôi, làm cho người đáy lòng phát sầm, lông tơ dựng thẳng lên, trong mơ hồ. Không thiếu hiên viên đế quốc cường giả cảm thấy bóng tối bốn phía bên trong phản phất có con mắt đang nhìn mình chầm chầm, âm u lạnh lẽo bạo ngược. Sát khí ngút trời, đều này làm cho bọn hắn kinh dị, trùng mình, có chút kiên kỵ, nghĩa trang tổ địa bên trong, mặt da vô số cường giả từ bỏ chống cự, từng cái thi triển tinh huyết, huy động nhân lực, đang thiêu đốt một cây màu đen hương, phát ra đặc thù ba động, tất cả mọi người cùng một chỗ thăm viếng, bọn hắn tại dùng tinh huyết triệu hoán tổ tiên, trong hư không vô tận hắc khí quanh quẩn. Một cổ lực lượng thần bí sinh ra, toàn thân âm u lạnh lẽo, đại nhân, cái này mặt da sẽ không thật có lão già còn chưa có chết a. À. Có hiên viên đế quốc cường giả rung giọng nói, bởi vì rất nhiều người đều cảm nhận được loại khí tức này, giống như là bị một người chết nhìn chăm chú vào giống như mười phần không thoải mái, đây là cường giả một loại trực giác. Một người có lẽ còn có thể phạm sai lầm, nhiều người như vậy, sao lại cùng nhau phạm sai lầm a? À, hù dọa ai? Một đống xương khô mà thôi nhiều lắm là cũng chính là lấy đặc thù bí pháp luyện chế hắn thi, mượn hắn khi còn sống uy danh mà thôi, thực có can đảm triệu hoán đi ra, trực tiếp đánh nổ, các ngươi lại sợ cái gì? Cũng có cự phách võ đế cười lạnh, cường thế mà bá đạo. Phất tay huyết khí trùng thiên, đồ sát mạch gia cường giả, trên bầu trời huyết vũ mưa tầm tả, đại gia cẩn thận. Vô thương võ đế nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, bởi vì, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, nội tâm có loại không rõ cảm giác khủng hoảng hắn ẩn ẩn manh động thoái ý nơi đây quá quỷ dị bây giờ đã đại công cáo thành mặt da may mắn còn sống sót người cơ hồ bị giết bảy tám phần hắn nghĩ bảo tồn thực lực bắt đầu rút lui không muốn gây thêm rắc rối tất cả mọi người lui lại thế là hắn quát chói tai lên tiếng trước tiên bố trí xuống truyền tống trận văn thời khắc quan sát phương thế cục đại nhân còn gì phải sợ kiếp này một chút a à miêu a à cẩu trực tiếp đánh nổ chính là, ngươi như lo lắng, nhường thuộc hạ nhường xung phong, đồ bọn hắn. Cái kia lúc trước khinh thường cự phách võ đế mở miệng, ánh mắt dữ tợn, trong ánh mắt sát ý chết lên, vọt tới, muốn huyết tẩy còn dư lại mặt da người, cẩn thận. Nhưng đột nhiên, vô thương võ đế rống to, trước tiên cảm thấy không đúng, giận dữ hét, tất cả mọi người đều lui lại, tiến vào truyền tống trận. Oanh! Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt quỷ gió tru lên, phía dưới một tòa màu đen quan tài trực tiếp nổ tung, quanh, một đạo đen như mực thân ảnh từ cái kia trong quan tài xông ra, đây là một cái lão giả, nắm giữ như cú đêm tru lên, gào thét lên tiếng, da bọc xương, tóc đều rơi sạch, y phục trên người mục nát, đã sớm tại trong dòng sông lịch sử hư thối, rõ ràng chết không biết bao lâu, nhưng bây giờ, hắn phục sinh. Hai con người bắn ra ô lam tia sáng, giống như ác quỷ đồng dạng, trên người hắn phát ra khí tức mục nát, Tu Vi không thể ước đoán, một bước liền vọt ra, hai tay giống như xương khô, thổi phù một tiếng liền đâm vào cái kia cự phách võ đế trong lồng ngực, a. À, cái kia cự phách võ đế kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt mộng điệu. Video đến đây là hết, cảm ơn bạn đã xem hết video, thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.